Thưa quý vị, trong bối cảnh hiện nay, khi một bộ phận giới trẻ có phần không mấy mặn mà với việc đọc sách, thì việc lan tỏa những hành động đẹp, những câu chuyện hay thông qua phong trào đọc và làm theo Bác của tổ chức đoàn tại cơ sở có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần định hướng đạo đức, lối sống trong đoàn viên thanh niên. Tại Thư viện Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hiền, thành phố Đà Nẵng, giờ ra chơi đầu tuần đã trở thành điểm hẹn đọc sách về Bác của nhiều đoàn viên thanh niên. Từ vài ba bạn lúc đầu khi đoàn trường mới phát động phong trào, đến nay đã có nhiều đoàn viên hào hứng tham gia. Những đầu sách về Bác cũng được đoàn trường và thư viện tăng cường nhằm tạo sự phong phú đa dạng về thể loại, góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu đọc, học, nghiên cứu của học sinh. Việc đọc sách về Bác rất có ý nghĩa đối với bản thân em. Nó có thể nâng cao kiến thức trong cuộc sống và có thể giúp em trong việc học tập một cách hiệu quả. Thông qua những cuốn sách của Bác thì ta có thể nhìn nhận về bản thân của mình và có thể phát triển hơn về chính mình. Bên cạnh đó, mỗi tháng đoàn trường cũng định kỳ giới thiệu các cuốn sách hay về Bác, về Đảng, về Đoàn, cùng nhiều hoạt động thiết thực cụ thể, thông qua đó giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên. Mỗi chi đoàn thực hiện được một cái phần việc của chi đoàn, và trong chi đoàn đó thì mỗi cá nhân ít nhất thực hiện được một phần việc học tập về làm theo lời Bác. Cái việc đó không cần cái gì là lớn, mà bằng một phần việc thiết thực, ý nghĩa mà bản thân, trong khả năng bản thân của mình có thể làm được. Và đoàn trường luôn duy trì triển khai phong trào người tốt việc tốt, nhặt được của rơi, trả lại cho người bị mất, hướng tới các em trở thành một con người, một công dân có ích. Không chỉ được phát động trong các trường học, mô hình đọc sách về Bác, học và làm theo, còn lan tỏa đến tận các chi đoàn khu dân cư. Tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, các chi đoàn thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về Bác với nhiều hình thức phong phú. Tụi em cảm thấy là có rất nhiều thông tin về Bác khá là hay, giúp cho tụi em có nhiều cái trải nghiệm có ích cho cuộc đời, giúp góp phần xây dựng Tổ quốc. Cùng nhau đọc cũng như là thảo luận những cái nội dung hay, bổ ích mà chắc kêu trong cuốn sách đó để đoàn viên thanh niên qua cuốn sách cũng như qua buổi sinh hoạt sẽ có thêm được nhiều kiến thức. Bên cạnh đó cũng nâng cao văn hóa đọc khi mà ngày nay thì cái việc sử dụng điện thoại hoặc là trên mạng internet nó nhiều hơn so với việc đọc cuốn sách. Không dừng lại ở việc đọc, mà thông qua việc đọc, nghiên cứu, mỗi đoàn viên sẽ đăng ký những phần việc cụ thể để học và làm theo Bác. Có thể nói, sau hơn một năm phát động và triển khai, mô hình đọc sách về Bác, học và làm theo của thành đoàn Đà Nẵng đã góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một việc làm thường xuyên, tự thân trong mỗi đoàn viên thanh niên, tạo động lực để tuổi trẻ không ngừng rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.